Tử Vi Việt Nam xin kính chào và cảm ơn các quý vị đã quan tâm và ủng hộ cho Tử Vi Việt Nam trong thời gian vừa qua. Hôm nay tôi xin làm video giới thiệu. Các bạn có thể tự đăng ký để được thầy Cao Anh xem tử vi. Đầu tiên các bạn sẽ gõ tử vi việtnam.info lên trang trình duyệt Internet. Trang web sẽ được hiện lên và các bạn sẽ chọn một trong những cái gói mà các bạn xem cho phù hợp với mình. Tôi ví dụ bạn tôi sẽ chọn chấm lá số tử vi online. Đây là hình thức mà các bạn được nhìn thấy thầy trên trang YouTube cùng với lá số của bạn được hiện lên. Tiếp đến bạn có thể chọn số lượng một hoặc là nhiều, sau đấy bạn nhấn mua hàng, sau đấy bạn nhấn vào phần thanh toán. Bước đầu tiên là các bạn trong phần thanh toán là bạn sẽ phải nhập thông tin của mình vào, ví dụ email của bạn. Họ và tên của bạn. Quỳnh chẳng hạn. Số điện thoại của bạn. 098 999 9999. Bạn ghi địa chỉ là phố ấy. Bạn chọn là tỉnh thành, tôi ví dụ tôi chọn là Hà Nội. Phần ghi chú này bạn sẽ ghi thông tin chi tiết hơn của mình, bao gồm là giờ sinh, ngày tháng, năm sinh theo dương lịch. Ví dụ đây tôi này là 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 1999 dương lịch. Nếu các bạn không thể nhớ được ngày dương thì các bạn có thể là ghi ngày âm lịch của bạn vào. Tiếp đến thì các bạn sẽ thực hiện phần thanh toán cái số tiền vào tài khoản của thầy Cao Văn Anh theo các thông tin bên này. Sau đấy bạn sẽ nhấn vào đặt hàng. Ngay lập tức Tử Vi Việt Nam đã nhận được thông tin đặt hàng của bạn, bao gồm chi tiết các thông tin của bạn. Đấy, lúc này thì bạn sẽ đợi trong thời gian sớm nhất, Tử Vi Việt Nam sẽ có người gọi điện đến cho các bạn để xác nhận lại thông tin. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh và chúc các bạn luôn được hạnh phúc, được bình an.